Xin chào các bạn đã trở lại kênh Từ Điển Semantic. Đã 2 triệu năm kể từ khi xuất hiện loài người đầu tiên, trong nền văn minh tiền sử 2 triệu năm tuổi này đã có nhiều giống người như người Neanderthal và người Homo erectus. Những loài người này cùng tồn tại với tổ tiên của con người hiện đại trên trái đất, nhưng cuối cùng họ đều đã biến mất và chỉ còn lại tổ tiên của chúng ta, người Homo sapiens, còn sống sót. Vậy những người anh em họ hàng của chúng ta là những ai? Họ như thế nào? Các bạn hãy xem video để tìm hiểu nhé! Người Denisovan. Người Denisovan là một nhánh người cổ đại thuộc chi Homo, được phát hiện lần đầu tiên thông qua các hóa thạch tại hang Denisova thuộc dãy núi Altai ở Siberia, Nga. Họ là một trong số những họ hàng gần gũi của người hiện đại là Homo sapiens và người Neanderthal, nhưng trước đây chưa từng được biết đến cho đến khi các bằng chứng di truyền được phân tích. Khoảng 600.000 đến 744.000 năm trước, một dòng giống mang tên Homo heidelbergensis thuộc chi người Homo bắt đầu phân tách. Một nhóm nhanh chóng tiến hóa thành người Denisovan và người Neanderthal, trong khi nhóm khác tiến hóa dần dần để vài trăm ngàn năm sau sinh ra dòng giống Homo sapiens mới. Trong vòng 300 thế hệ, nhánh còn lại tiến hóa thành Denisovan và Neanderthal. Denisovan là một Homo khá hoang dã và sống phụ thuộc vào nhiều nhất là săn bắn. Có nghiên cứu cho thấy trong khoảng thời gian đói kém, họ săn cả những con linh trưởng và ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Ngày rời châu Phi, Denisovan chia làm hai nhánh, một nhánh rẽ lên Siberia, Nga và Tây Tạng Trung Quốc ngày nay, một nhánh rẽ xuống khu vực Đông Nam Á, chinh phục cả những miền đất tận cùng như vùng Indonesia, Philippines, miền Bắc châu Đại Dương ngày nay. Lúc đó, đất đai hãy còn liền một dải nhờ mực nước thấp và quá trình kiến tạo chưa đẩy những đảo quốc ấy đi quá xa khỏi châu Á lục địa. Người Denisovan tuyệt chủng từ khoảng 30.000 đến 40.000 năm về trước. Theo nghiên cứu công bố tháng 7 năm 2019 của Đại học New York, Mỹ, người Denisovan từng giao phối di chủng với tổ tiên của Homo sapiens chúng ta, để lại trên cơ thể 40% người châu Á hiện đại. Người Neanderthal. Người Neanderthal là một loài hoặc phân loài của Homo sapiens thời kỳ đầu. Tên của họ xuất phát từ hóa thạch đầu tiên được phát hiện ở thung lũng Neander ở Đức vào năm 1856. Theo nghiên cứu hiện tại, người Neanderthal tách khỏi tổ tiên Homo heidelbergensis khoảng 430.000 năm trước và bắt đầu lan rộng khắp châu Âu, Tây Á và Bắc Phi. Họ là bậc thầy thích nghi với môi trường lạnh giá, với cấu trúc xương dày, chân tay ngắn và hốc mũi lớn. Thể tích não của họ lớn hơn người hiện đại khoảng 1.600 cm khối với nam và 1.300 cm khối đối với nữ. Các nghiên cứu cho thấy về mặt giải phẫu, cơ thể họ có khi còn thẳng và đẹp đẽ hơn người hiện đại chúng ta. Người Neanderthal có kỹ năng và văn hóa rất tiên tiến. Họ đã tạo ra nền văn hóa Moutier của thời cổ sinh. Họ có thể đốt lửa, dựng trại, chế tạo quần áo và dụng cụ, sử dụng thảo dược để chữa bệnh, tích trữ thực phẩm, nắm vững nhiều kỹ thuật nấu nướng. Chế độ ăn uống của họ đến từ nhiều nguồn khác nhau như động vật móng guốc, thực vật, động vật có vú nhỏ, chim, động vật thủy sinh v.v. Họ thậm chí còn thành tạo các kỹ năng điều hướng trên biển và có thể đi qua Địa Trung Hải. Người Neanderthal cũng có tính nghệ thuật cao. Có lẽ họ tự trang trí bằng lông chim và vỏ sò, thu thập pha lê và hóa thạch, chạm khắc trên đá và chế tạo các nhạc cụ như sáo, tử xương. Những dụng cụ này được họ để lại trong các hang động thời tiền sử ở Tây Ban Nha, có niên đại từ 65.000 năm trước, mặc dù kết luận này vẫn còn gây tranh cãi. Người Neanderthal có thể có khả năng nói ngôn ngữ và một số người cho rằng họ có tôn giáo riêng. Họ chôn cất người đã khuất và đôi khi đặt hoa hoặc thức ăn bên cạnh. Cấu trúc xã hội của họ có thể tương đối bình đẳng, không có người lãnh đạo hoặc hệ thống phân cấp rõ ràng. Họ cũng chăm sóc lẫn nhau và giúp đỡ những người bạn đồng hành bị thương hoặc khuyết tật. Họ cũng có tình yêu dị chủng với người Homo sapiens. Nhiều người châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu ngày nay,
vẫn mang 2% yếu tố Neandertal trong DNA. Mặc dù có trí thông minh và kỹ năng đáng kinh ngạc, nhưng người Neandertal cuối cùng đã tuyệt chủng cách đây 30.000 năm. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết về lý do tại sao chúng tuyệt chủng. Homo erectus nghĩa là người đứng thẳng, còn được dịch sang tiếng Việt là trực nhân, là một loài người đã tuyệt chủng, từng sinh sống trong phần lớn khoảng thời gian thuộc thể Pleistocene, có niên đại khoảng 1,8 triệu năm trước, và hóa thạch gần đây nhất đã biết khoảng 143.000 năm trước. Loài này đã bắt nguồn từ châu Phi hoặc châu Á và lan tỏa xa tới Anh, Georgia, Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc và Java. Họ là loài người đầu tiên đứng hoàn toàn thẳng trên trái đất và là tổ tiên của Homo sapiens, của loài người duy nhất mà còn tồn tại đến ngày nay. Nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2019 đã cho thấy họ không tuyệt chủng trước khi Homo sapiens ra đời như suy nghĩ trước đây, mà có phần lịch sử song song chúng ta suốt 200.000 năm. Sau 2 triệu năm trên địa cầu, nhóm Homo erectus cuối cùng đã chọn đảo Java, Indonesia là nơi sinh sống cuối cùng, hoàn toàn biệt lập để rồi tuyệt chủng trong một thảm họa thiên nhiên. Một chuyên gia ngôn ngữ khẳng định rằng khả năng băng qua các vùng nước của Homo erectus không phải là những sinh vật ngu ngốc giống vượn, mà là khả năng giao tiếp với nhau của các thành viên trong loài này. Chính vì thế, có thể giúp họ vượt qua các đại dương. Sau khi xuất hiện ở Đông Phi, Homo erectus đã lan rộng khắp thế giới. Di tích của họ đã được tìm thấy trên khắp châu Âu và châu Á. Người Hobbit, loài người Forest, với biệt danh người Hobbit, có thân hình nhỏ bé, não nhỏ, đời sống ngắn và chỉ cao khoảng 1 mét khi đứng thẳng. Nghiên cứu về xương cổ tay, cánh tay, vai và chi dưới trên loài người Hobbit đã khẳng định rằng người hiện đại, Homo sapiens và người lùn là hai loài hoàn toàn khác nhau. Hơn thế nữa, người lùn có cấu trúc gần giống người cổ đại và vượn người hơn người hiện đại. Dấu vết về người Hobbit được tìm thấy tại hang Liangbua trên đảo Flores của Indonesia vào năm 1965, được đưa ra trong các báo cáo vào năm 2004. Được biết, mọi sinh vật trên hòn đảo này dường như chịu ảnh hưởng của hiện tượng lùn hóa. Không chỉ con người mà ở đó còn có những giống voi tí hon. Trước đó, các nhà khoa học cho rằng giống người mini trên cùng nhóm với người lùn pygmy sống ở xích đạo châu Phi. Bộ não của họ có kích thước nhỏ là do một loại bệnh khiến họ không thể phát triển bình thường. Tuy nhiên, theo phát hiện mới đây, họ là một giống người mới, trở nên nhỏ bé do các điều kiện ngoại cảnh của đảo tác động. Theo một nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, não của họ nhỏ do phải sống cô lập trên đảo. Các nhà khoa học khẳng định người Hobbit có nguồn gốc từ giống người tiền sử, mà cụ thể là người Homo erectus đã bị tuyệt chủng. Cả Homo erectus và người hiện đại Homo sapiens đều có nguồn gốc từ giống người Homo ergaster sống cách đây 1,5 triệu năm. Hai nghiên cứu mới nhất cho thấy Hobbit là con cháu của một trong hai giống người kể trên. Ở giai đoạn này, các loài thú cỡ lớn của hòn đảo cũng chết dần chết mòn, bao gồm loài voi lùn chỉ to bằng con bò, hai loài chim cỡ lớn tựa kèn kèn và rồng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hóa thạch họ tìm thấy là hậu duệ của chủng người Homo erectus. Homo erectus là chủng người cao tới 1,8 mét, nặng 70 kg, được cho là loài người đầu tiên rời khỏi châu Phi. Trong khi đó, chủng người Hobbit chỉ cao từ 0,6 đến 1,2 mét với bộ sọ nhỏ hơn hẳn. Nhưng rõ ràng là họ không ngu ngốc, họ có thể làm nhiều công cụ từ đá. Các nhà khoa học nói thêm, tiến sĩ Van Den Beek cho biết hóa thạch lần này lớn hơn 600.000 năm tuổi so với hóa thạch của người Hobbit được tìm thấy ở Flores trước đó. Nó giúp chúng tôi biết rằng con người đã có mặt trên đảo từ 1 triệu năm trước. Nghiên cứu mới cho rằng người Hobbit có thể đã cùng tồn tại song song với giống loài chúng ta cho đến khi tuyệt chủng cách đây 12.000 năm về trước do thảm họa núi lửa Homo Hodensian. Năm 1921, tại khu vực Kawi, Zambia, một hộp sọ hóa thạch được phát hiện, từng được gọi là hộp sọ Kawi hay hộp sọ Broken Wheel.
Hóa thạch này là hóa thạch tiền hiện đại đầu tiên được tìm thấy ở châu Phi, với các mảnh xương hàm, xương cồn và các mảnh xương chậu và xương chi. Một hộp sọ gần như hoàn chỉnh. Hóa thạch này có tên khoa học là Homo Hodeiensis và thường được gọi là người Hodeiensia. Homo Hodeiensis là một loài người cổ xưa tiền hiện đại, được cho là có niên đại từ 30.000 năm đến 40.000 năm tuổi khi được phát hiện lần đầu tiên. Hộp sọ được tìm thấy gần như hoàn chỉnh với các mảnh xương hàm, xương cồn, các bộ phận của xương chậu và các chi. Hộp sọ của Homo Hodeiensis có những đặc điểm cổ xưa, hình dáng đồ sộ và phẳng với lông mày rất lớn, kéo dài qua sống mũi. Có một bẹn lớn ở phía sau hộp sọ. Mặc dù vậy, tung tích hộp sọ vẫn vào khoảng 1280cc. Mặc dù nhiều người cho rằng hộp sọ mới của Homo Hodeiensis rất giống với hộp sọ của người Neanderthal, nhưng hai hộp sọ này có thể không thuộc cùng một chủng tộc do sự khác biệt về vị trí của lỗ chẩm và hình dạng của hộp sọ. Trên thực tế, vì những điểm tương đồng giữa Homo Hodeiensis và người Neanderthal, nên nó có thể làm sống lại giả thuyết cho rằng người Neanderthal thực sự là tổ tiên của Homo sapiens. Homo Hodeiensis khỏe mạnh, với các đường viền lông mày rất lớn và khuôn mặt rộng. Nó cũng được gọi là người Neanderthal châu Phi, mặc dù nó thể hiện các điểm trung gian giữa Homo sapiens và người Homo Neanderthal, có mối liên hệ chặt chẽ với Homo Heidelbergensis. Người ta cho rằng nó là tổ tiên của Homo sapiens idatu, người Heto. Bản thân nó là tổ tiên của Homo sapiens. Loài này xuất hiện ở châu Phi, được mô tả có hóa thạch sọ ở Capoe. Những so sánh khác về hình thái hài cốt đã được tìm thấy từ cùng thời điểm hoặc sớm hơn ở Nam Phi, Đông Phi và Bắc Phi. Những hóa thạch này có niên đại giữa 300.000 năm và 125.000 năm. Hiện nay hầu hết các chuyên gia tin rằng người Homo Hodeiensis là hominin đã bị tuyệt chủng của chi Homo, và một số học giả cho rằng đây là trung gian giữa Homo sapiens cổ đại và Homo sapiens Hodeiensis. Nguồn gốc của họ chưa rõ ràng, nhưng các bằng chứng cho thấy họ cũng liên quan đến Homo Heidelbergensis như chúng ta. Hóa thạch mới nhất của họ khoảng 125.000 năm tuổi, xuất hiện ở Zambia, châu Phi. Phân tích cho thấy đó là một người đàn ông lưng thẳng, khỏe mạnh, xương hông vững chắc, khuôn mặt rộng và đặc biệt là cặp lông mày cực kỳ dày. Homo Luzonen. Homo Luzonen còn được dân địa phương gọi là Ubak, theo tên một người thượng cổ trong thần thoại, là một loài người cổ xưa đã tuyệt chủng, từng sinh tồn trong giai đoạn canh tân muộn ở hang Calao thuộc đảo Luzon, Philippines. Di cốt của họ bao gồm răng và đốt xương mới chỉ được phát hiện duy nhất tại hang Calao ở phía bắc hòn đảo, với niên đại sớm hơn 50.000 năm trước. Năm 2010, số xương cốt đây được cho là thuộc về người hiện đại. Tuy nhiên, vào năm 2019, sau các phát hiện mới, người ta đã đính chính gán lại các mẫu vật cho một loài người hoàn toàn mới, dựa trên các đặc điểm trộn lẫn giữa người hiện đại. Loài người này được cho là hậu duệ của nhánh Homo erectus châu Á hoặc loài Homo nào đó khác còn cổ xưa hơn thế. Loài tổ tiên đó chắc hẳn đã phải vượt biển ít nhất hàng ngàn dặm để đặt chân lên hòn đảo. Sự hiện diện của chi người tại Luzon có niên đại muộn nhất khoảng từ 771.000 năm đến 631.000 năm trước. Homo Luzonen ở trong hang Calao chủ yếu săn bắt hươu Philippines và sử dụng công cụ để mổ thịt. Nhiều hóa thạch, mẫu vật mới nhất có niên đại khoảng 67.000 năm của họ đã được phát hiện tại hang Calao thuộc đảo Luzon, Philippines. Do số lượng rất ít nên mô tả về họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng phân tích ban đầu cho thấy họ cũng là một giống người lùn, giống người Hobbit. Tháng 4 năm 2019, nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Florent Detroit, Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Paris, Pháp, khẳng định họ là một loài người mới chưa được biết đến, chính thức được đặt tên là Homo Luzonen, Homo Naledi. Homo Naledi là một loài người cổ xưa được phát hiện vào năm 2013 trong hang động Rising Star thuộc khu khảo cổ Cái Nôi của Loài Người ở Nam Phi. Có niên đại về thời canh tân giữa
khoảng 335.000 năm đến 236.000 năm trước. Trong khi các hóa thạch của Homo naledi vẫn chưa được xác định hiện đại, loài này có thể là loài cùng với thời Homo sapiens cách đây khoảng 100.000 năm, hoặc có thể còn lâu đời hơn nữa. Loài người này là những người hang động khá nhỏ con so với các loài người khác, chiều cao dưới 1,5m và nặng chỉ khoảng 45kg. Họ được mô tả chính thức vào năm 2015 bởi nhóm tác giả quốc tế, đứng đầu là nhà cổ sinh vật học Lee Becken ở Nam Phi. Loài người này lựa chọn ở lại vĩnh viễn miền đất Nam Phi, cái nôi của nhân loại. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm like, chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh và đặt chuông thông báo để là người sớm nhất xem video mới nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.